7 năm 2012, là lúc đó họ cưỡng chế thì suốt từ ngày 29 tháng 6 trước đó một tháng 2012 họ đã huy động lực lượng, họ đã cưỡng chế một lần rồi, mà suốt thời gian đó tôi đã đi chạy vậy để đi kêu cứu báo đài rồi đi làm đơn khiếu nại để hy vọng được dừng lại. Thì trong nhà bừa bộn mực mỏi là cả tuần tôi không ăn uống, tôi đã mệt rồi. Tới khi mà ngày 31 tháng 7 thì coi như là họ kéo lực lượng tới thì gần như là ngày hôm đó là tôi quỵ xỉu lại. Nhưng mà tôi không bao giờ quên được những cái ngày, mà nhất là ngày 29 tháng 6, là khi đó hai mẹ con tôi ở trong nhà. Tôi đã quyết định là tôi sẽ không đi, nếu tôi chết thì tôi chết trong nhà. Nhưng mà tôi đã thắp nến cầu nguyện, và lúc đó ga hết thì tôi đã lấy ga đó. Khi người ta dùng quân, người ta kéo đến xe cứu thương, xe cứu hỏa, rồi cuốc cổ, rồi nhiều lắm. Mà người dân xung quanh, tôi leo lên đây, nó ông chồng tôi có để một ở trên nóc nhà một cái lỗ để có khi thoát nạn. Thôi tôi nhìn lên đi ra ngoài, tôi muốn kêu cứu bà con, nhưng mà bà con bị chặn lại xung quanh rồi. Tôi chơi vô trong này, trong kia công an thì bao dây cửa trước cửa sau. Tôi cứ phải kéo cái bình ra, tôi xịt ra, tôi kéo ra. Đến khi mà tôi biết rằng là tôi sẽ chết, thì lúc đó chồng tôi đứng bên ngoài, thì chồng tôi tiên liệu rằng ngày hôm nay họ sẽ dứt khoát, họ đập cái nhà của tôi và tôi sẽ chết ở đây. Thì chồng tôi mới kêu là đầu hàng rồi chờ. Thì tôi cũng nghe lời chồng là đầu hàng chờ, là để khiếu nại thì tôi đi khiếu nại. Họ cho tôi 15 ngày thì tôi đi khiếu nại với chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thì chủ tịch nước Trương Tấn Sang có một cái văn bản về để mà yêu cầu là quận, chủ tịch quận tiếp tôi và trả lời cho chủ tịch nước trước ngày 20 tháng 8 2012. Nhưng mà tôi đi lên từ 26, 27, 29, 30 cho tới 31 là tuyệt vọng, nhưng mà họ vẫn không trả lời và họ dùng cái quyền lực để mà họ đập đi. Thì khi họ đập thì tôi nhớ lại là tôi không đem được cái gì ra hết. Tôi chỉ vội vàng là lấy được có giấy khai sinh của các con, những giấy tờ tùy thân, còn toàn bộ là hình ảnh, hình cưới, rồi tất cả là họ chở đi đâu tôi cũng không biết.